Thì cái chân 40 đồng là cái chân mà khách hàng người ta sẽ lựa chọn nhiều nhất Tại vì á, họ không có muốn go cheap quá, họ muốn treat their sale better Nhưng mà họ cũng không có muốn go too expensive Tại vì họ cũng muốn tiết kiệm Đối với những người khách mà đã có gia đình mà income ổn định á, Thì họ luôn muốn nằm ở cái khoảng giữa để chọn cái uh, medium service Là nó cũng vừa tốt hơn cái, cái 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 dưới nhưng mà nó cũng không có quá là cao, quá là expensive thì thông thường là cái chân ngân chọn là khoảng 55, 65 tới 75 đồng cho một cái chân. Và lúc nào mình cũng làm treo hết. Bây giờ em thấy khách hàng làm treo rất là nhiều mà bản thân mình cũng muốn làm treo trên chân nữa. Tại vì nó chỉ thêm có 15 đồng mà. Nhưng mà nó giữ trên chân mình được cả tháng luôn ai làm trong tiệm cũng biết là treo nó giữ trên chân mình được cả tháng luôn thì khách hàng họ có thể họ nghĩ ok tiết kiệm nhiều khi hai tuần họ đã quay lại rồi nhưng mà họ vẫn theo cái tâm lý ở oh, tiết kiệm lỡ như họ có bận rộn họ đi lên 3 tuần 4 tuần thì cũng không sao cái chân của họ vẫn còn bóng vẫn còn đẹp vẫn còn màu thì cái đó là cái mình áp thêm đúng không bây giờ mình em có thể nói là em lấy cái chân 65 đồng cộng thêm 15 đồng treo rồi sau đó là 80 đồng rồi thì khi 80 đồng trung bình là khách bên Mỹ này họ cho tiền tip là 10 cho tới 20%. Đó là cái thông thường người ta cho nhiều. 80 đồng mà 10 đồng cũng là 8 đồng 20% thì là thành 16 đồng là cái tiền tip mà họ hay cho. Thì mấy anh chị thấy là một người bước ra khỏi tiệm đã chi là 96 đồng. 80 đồng cho service và khoảng 16 đồng cho tiền tip là đã ra 96 đồng là trung bình em hay đi và em hay trả và lần này dẫn khách đi thì mình biết trong trong cho trước khi mình đi á, là mình biết là lần này mình sẽ chi tiền nhiều hơn là tại vì người ta đi qua bên đây người ta đi chơi người ta đi, du lịch người ta đi tiệc tùng thì người ta sẽ muốn làm cái service tốt hơn mắc tiền hơn enjoy nhiều hơn cho nên là mình cũng thủ sẵn ít nhất là mỗi người là 100 đồng là ba người là đi 300 đồng đi tới tiệm mấy anh chị biết đi vô tiệm ai cũng bị sai đình hết trời ơi đi làm đẹp để tối nay đi tiệc nha thì lúc mà bước vô tiệm á ngày hôm đó tiệm đông tiệm đông khách cho nên là chị chủ cũng đi xuống làm chân cho khách luôn thì mình quen chị chủ cho nên vô cũng xe hai chị khỏe không thì đang làm chân cho nên chị cũng xe hai thôi rồi thợ cũng bận rộn nước sơn đồ này kia à, đi lửa nước sơn thì lúc mà mới vô á là em đã gặp một cô thợ À, trong cái cô đó là một trong ba người làm ba cái chân thì em mới nói chị ơi em muốn làm chân sơn treo cho em xin cái cái bảng màu treo để mà làm chân thì chị ừ, ok em để chị đưa cái bảng màu cho em rồi cái mình cũng đi rửa tay tại vì dịch mà vô tiệm người ta hay yêu cầu đi rửa tay đi rửa tay xong cái ra ngồi làm chân mấy anh chị ngồi làm từ đầu tới đuôi luôn chưa có đưa luôn cái bảng màu để mà mình lựa cho tới khúc cuối mới đưa cái bảng màu để lựa nha thì em cũng ngồi ba người ngồi đợi coi là có có cái menu hay không nhìn xung quanh tiệm không có thấy cái menu xung quanh cái khu làm pedicure thì một chị bạn mới hỏi cái cô cô thợ là cho xin cái menu thì cô thợ nói âu ok em cái cổ đi chạy đi lấy khăn cái đi lấy đồ lên làm quên lấy luôn cái menu quên lấy luôn cái menu để đưa thì mình cũng không có muốn phiền ta thấy tiệm người ta đông người ta lo người ta làm để cho xong cho nên rồi mình cũng bỏ qua luôn không hỏi nữa bắt đầu ngồi xuống cái, cái đó là cô bạn của em nha tới em thì cái anh thợ kia làm ảnh chỉ xách cái thùng đồ nghề ra ảnh lấy chân lên anh chùa nước sơn bắt đầu anh làm 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 ảnh cũng không thèm hỏi ờ em muốn làm chân gì hoặc là ờ muốn làm sao làm sao làm sao cũng không thèm hỏi luôn bóng thì cứ cắt giũa rồi bắt đầu làm rồi bỏ lên làm chân thường làm ra chân thường lúc đầu vô em đã nói là em muốn làm chân treo rồi cái à, bắt đầu tới lựa màu đưa cái chùm màu cho mình lựa lựa xong cái đi lấy nước sơn thì bây giờ là các tiệm là đều xài theo cái dạng duo là một box có nước sơn treo và nước sơn thường trong đó thì em mới nói là ồ em muốn sơn treo cái anh ừ ừ ừ ừ, ừ, ừ xong cái anh không quên lấy nước sơn thường cũng sơn luôn mấy anh chị sơn luôn mà mình thì mình bận mình nghe mình ngồi mình ngồi mình nói chuyện cho nên là mình à, nói chuyện cho nên mình cũng không có không có để ý mình đã dặn trước là làm sơn treo rồi cái xong cái thấy sơn năm ngón chân rồi mà không lẽ giờ mình đi kêu bôi xuống sơn lại thì mình thấy kỳ quá mình cũng ngại mất công mình phiền tới người ta người ta đã sơn bê rồi, rồi sơn màu một chân rồi cho nên thôi cũng đành cầm nín luôn mang cái chân thường nên mang nước sơn thường thì cứ nghĩ là ok chắc nó có thể nó khô rồi thôi nhưng mà à, đi tới đi trưa tới là bắt đầu một chút xíu đi một chút xíu là nó bị hư rồi cho nên là nếu mà khách hàng đó, người ta đã quen xài treo mà người ta xài lại nước sân thưởng người ta rất là bực tại vì nó mau hư Họ thấy nó khô là mang đôi dép vô điên hoặc là nó hư nó hư mà tối rồi đã có tiệc rồi thì làm sao mà à, đi sửa lại nữa mất công không có thời gian cho nên là mình bỏ qua luôn nhưng mà trong lòng rất là bực là đáng lẽ là cái chân của tôi là phải đẹp rồi tối là không có bị hư đằng này là bị hư là sáng là đã, cái chân ra đã không vui rồi tối là thêm một cái không vui nữa là cái chân nó, nó bị hư nước sơn thì cái đó là cái tâm lý mấy anh chị đừng có đừng có nghĩ là ở đây là ngân đang nói gì ngân nhưng mình cứ nghĩ ngân là một người khách hàng thôi thì cái tâm lý người khách hàng họ tới tiệm của mình nó cũng y chang như vậy đó nếu như mà người ta đã muốn làm treo mà cuối cùng mà không có được cái service như người ta mong muốn mà về mà nó càng có vấn đề nữa là người ta lại càng bực nữa và đó là những cái lý do mà người ta sẽ không muốn quay lại tiệm của mình thì cái này nếu như mà hỏi em có muốn quay lại tiệm đó làm nữa hay không thì em sẽ nói là không không hoàn toàn luôn là tại vì không phải là mình không muốn support người ta nhưng mà tại vì cái service nó, nó nó nó, hoàn toàn không có giống như ý mình muốn rồi cái bắt đầu tới qua chị bạn của em qua chị bạn của em ha cái tới uh, làm chân xong cái đi tới muốn làm manicure gel thì thấy khách đi vô ào, ào ào, cho nên là cô thợ cũng muốn làm nhanh để cho 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 ra cái tay bắt đầu bỏ lên cắt 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 mấy anh chị <laughs> ờ oh, sao sao <laughs> em đang nói mà thấy technical ra dấu quá làm em đứng hình cắt 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 thì sắn cái đầu cái kèm một cái cái miếng da ở ngoài đầu cái miếng cái miếng da chỗ này nó nó lung lay lung lay lung lay nó lung lay gì thờ máu nó chảy xuống có ngồi bả nhăn mặt thì mình cũng thấy được là cái người thợ họ vội cho nên là cuối cùng là họ sắn cái 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 kèm bị lủng nguyên một cái miếng da vậy đó thì mình mới nói ô oh, chết cha Uh, đã đang không có vui rồi mà bây giờ còn thêm chảy máu kiểu này nữa thì khách hàng họ lại càng không có vui thì cuối cùng đi ra cái 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 service của ngày hôm đó đó là mỗi người chỉ có 25 đồng một cái chân đáng lẽ nó phải là uh, 80 đồng cho tới 100 đồng cho tới một cho một cái chân mà đằng này cái chân nó chỉ còn trị giá có 25 đồng thôi rồi thứ hai nữa đó, qua thêm có cái manicure gel cho nên là lên được chút xíu nhưng mà cái quan trọng ở đây em nói là cái chân đang lại cái chân đó là cái service mà mất tiền nhất nhưng mà họ lại bị mất đi cái service đó thì mấy anh chị thấy trong cái câu chuyện hồi nãy giờ em kể đó mọi người thấy là có bao nhiêu cái lỗi ở trong cái trường hợp này khi mà một người khách đi tới tiệm của mình mà cái tiệm rất là đông khách mà đi ra họ trả một cái bill chỉ có một trăm mấy chục đồng cho ba người Mọi người thấy có bao nhiêu lỗi nè à, Đó là cái cái nội dung mà em muốn nói ngày hôm nay là những cái điểm mà làm mất cái income trong tiệm của mình mà mình không để ý Mình cứ nghĩ là uh, khách vô nhiều, mình muốn làm xong cái người khách này để mà mình bắt cái người khách kế tiếp Tại thấy khách vô nhiều quá mà, nhưng mà mình không có thấy được Sẽ không có thấy được là mình đang mất bao nhiêu cái income bao nhiêu cái 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 cái, cái giá trị trong cái service của mình mới vừa xong cho cái người khách này của mình Em mình cứ tính sơ sơ nãy giờ em nói nha, trung bình em trả một cái chân là khoảng 80 đồng. Nhưng mà ngày hôm nay á, cái chân nó ra, đó là chưa tính tới cái tiền thiếp của thợ. Vì khi mà mình làm cái chân mà nó vừa ý, nó vui á, thì mình có thể cho hai phần trăm tiền thiếp nhưng mà khi mình mình làm ra một cái service mà mình không có hài lòng không có đúng theo cái mình mong muốn á, thì mình chỉ cho 5 đồng tới 10 đồng tiền thiếp là đó là maximum mà mình có thể cho thì mấy anh chị thấy là không những cái income của người chủ tiệm bị mất mà ngay cả cái tiền thiếp của người thợ họ cũng bị mất luôn khi mà à, đông khách quá mà mình không có để ý. ok ở đây em sẽ nói thẳng luôn là từng phần ha trước tiên á là ở cái à, hồi nãy mình có nói cái phần đầu tiên đó là mình có thể mất khi mà cái mình bị thiếu sót ở cái management là cái người chủ họ bi gì quá họ không có nhìn thấy được người chủ đang tập trung làm chân họ không có thấy được là à, khách bước vào và họ muốn cái gì ngay từ đầu khách bước vào và cái những người thợ trong tiệm của mình service khách như thế nào là người chủ họ không có nhìn thấy được tại vì quá là busy gì nếu như mà người chủ này đứng ở trên 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 cái quầy à, ở trên để mà quan sát tiệm để mà manage cái tiệm á thì có thể là mình sẽ biết được người khách chào hỏi người khách bước vô người khách muốn cái gì mình có thể là mình offer hết những cái gì mà mới trong tiệm của tôi ngày hôm nay có chân này đặc biệt uh, uh, khách muốn vô người ta đã nói là muốn làm treo thì đã biết được là người khách này đã có cái chân treo rồi thì mình sẽ không có mất cái phần đó đi. Thì cái này á, là cái thiếu sót ở cái management mình thấy được khi mà người người chủ vừa làm khách và vừa quản lý tiệm ở đây là cái chữ quản lý có thể là không có còn nữa tại vì một khi mà người chủ ngồi xuống làm thì cái việc mà quản lý tiệm nó sẽ mất đi rất là nhiều cái chữ quản lý này em nghĩ là nó chỉ còn ở cái phần end of the day là cộng sổ tính tiền đi mua supply thôi. Còn quản lý trong cái thời gian mà thợ làm việc, thời gian mà khách hàng họ bước vào trong tiệm service khách hàng đó là cái thời gian đó là cái chữ quản lý này nó không có còn đủ cái ý nghĩa của nó nữa mà end up the day để ngồi cộng sổ tính tiền là những cái tiền mà mình ơn được đã ơn và mất được đã, 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 bị mất thì cũng đã bị mất rồi cho nên cái phần quản lý ở end up the day nó chỉ có một tí xíu thôi mấy anh chị nó không có giúp được cái business của mình roll lên ăn chay ăn chay nói là em nghĩ ở bên technical nói luôn được không tại ra giấu em nhìn em không hiểu gì chứ anh nhìn vào cái đèn phải không? anh chay nói là em nghĩ là những người Việt Nam đi làm neo ở những tiệm khác giống như bị kỳ thị đó chị hình như người Việt không thích làm cho người Việt thì phải làm pedicure người Việt à, dễ làm và sạch sẽ hơn nhiều em làm chân pedicure cho người à, Việt em thích làm cho cho người Việt hơn Mỹ Không, cái này em không phải nói là riêng mình em đâu Tại khi mà mình ngồi vô tiệm á thì mình cũng mình nhìn cái mình thấy được được cái lỗi là của mình tại vì cái ngày hôm đó những cái, mỗi lần mình mình đi á thì cái mục đích của mình là mình muốn quan sát cái tiệm của người ta như thế nào để mà mình học hỏi thì mình thấy là họ họ không có offer cho mình nhưng mà đối với những người khách xung quanh á họ cũng không có offer luôn khách vô làm chân họ cũng không có đưa cái menu luôn mấy anh chị cho nên em mới nói là kiếm nguyên cái dãy ghế pedicure không thấy cái menu không có thấy cái menu làm chân ở đâu và hoàn toàn không có đưa cho 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 những người khách khác luôn khách vô là em thấy là đa phần ngày hôm đó là toàn là thợ làm chân thường xong rồi đi ra chân thường rồi đi ra tại vì cái tiệm khách cứ vào đông quá đông quá cho nên họ muốn làm xong cái chân rồi cho khách đi ra xong cái chân rồi cho khách đi ra để cái đó là cái mà mình thấy được khi mà tiệm quá là đông khách thì một cái chân mà mình nếu mà mình chịu offer lên mình đưa cho người ta cái menu thì mình sẽ có cái cơ hội á là người ta sẽ làm chân lên bốn chục năm chục đồng mà trong khi này là mình muốn làm cho xong một người khách này đi ra thì cái chân mà họ lấy căn bản nhất là chỉ có 25 đồng thôi thì cái đó là cái mà mất đi trong khi là mình cũng muốn lấy người khách khác thêm À, nhưng mà cái này á, em sẽ làm một cái chương trình kế tiếp tại vì nói về cái phần cái phần mà offer khách á, và những cái benefit của khách cũ và khách mới á, nó là nguyên một cái nội dung rất là dài thì em sẽ làm trong cái chương trình ngay sau tuần kế tiếp để cho mọi người follow theo đó là em nói là năm nay thì mình sẽ làm nội dung này á, nó follow theo cái nội dung kia để cho mọi người à, dễ 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 nghe rồi à, thứ hai đó đó là cái cái management mà mình thấy được cái người chủ họ bận quá là họ 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 không có để ý đúng không và cái thứ hai á là cái của mình khi mà mình thiếu sót ở cái customer service đó là khi khách hàng họ bước vào á và mình mình không có mình thấy đông khách quá mình không có dành cái thời gian của mình để mình offer người khách cái service này service kia những cái service mắc tiền hơn upgrade service trong tiệm của mình mình chỉ tập trung vào phía xong người khách để mình lấy thêm một người khách khác vào thì như vậy á đối với người thợ người ta cũng mệt hơn tại vì họ phải làm nhiều khách nhưng mà giá trị của mỗi một cái tích kịch ghi ra nó cũng không có nhiều thì cái đó là cái mà mình mình thấy được nhưng mà ở cái uh, Offer service đó, thì em thấy được là không phải là vùng nào tiệm nào nó cũng giống như nhau mấy anh chị um, mình mình thấy là nó có hai cái dạng thông thường đi. Ví dụ em nói em ở Florida. Florida thì đa phần các khách là khách du lịch thì khách du lịch mình sẽ phải offer một cái dạng khác và nếu như ở những cái vùng mà ngay cái khu mà business uh, local ở đó thôi không có khách du lịch thì nó thuộc về là uh, giống như những cái tiệm thông thường normal local customer thì mình phải offer khách và mình phải đưa cái dịch vụ theo một cái dạng khác nhau nữa ở đây ở Florida mình sẽ nói tới cái những cái tiệm ở tourist ở cái vùng mà khách du lịch đi ha thì em thấy là có nhiều anh chị ở đây nhiều tiệm làm theo cái dạng khác nhau rất là hay đó là mình ở trong tiệm người ta sẽ có những cái dạng pedicure theo cái mùa theo season luôn giống như là à, mùa hè thì khách xuống đây thì họ sẽ đặt cái tên cái 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 pedicure đó nó phù hợp với cái mùa và cái pedicure đó thông thường là nó nằm ở cái dạng trung bình cái dạng minimum ở giữa hoặc là nó dạng mất tiền chứ nó không có nằm ở cái dạng rẻ tại vì cái tâm lý của những người mà đi du lịch đó, là họ sẽ đi spend tiền giống như em bây giờ mình ở đây mà hàng ngày mình đi làm, mình đi chợ, đi ăn, đi uống thì mình cũng tiết kiệm tiền. Nhưng mà một khi á mà mình đi du lịch rồi đó thì mình sẽ muốn hưởng thụ và lúc đó là cái thời gian để mà mình sợ xài tiền của mình. Cho nên là người ta cũng không có mai nhiều quá, không có phải suy nghĩ lo lắng tính toán nhiều quá về trên cái surface. Cho nên là em thấy là nhiều tiệm họ rất là thông minh. Họ có trong cái tiệm họ là gọi là tropical pedicure hoặc là uh, sea pedicure thì nó liên quan tới cái vùng biển, tới cái vùng du lịch ở đó đó để cho khách hàng họ thử và họ có những cái uh, banner lớn trong tiệm để khách bước vào là họ đã thấy liền rồi. Thì cái đó là cái mà họ tập trung vào trong um, offer cái seasonal service, cái service nào mà cho người khách hàng họ phù hợp với cái cái vùng họ ở rồi cái dạng thứ hai là cái dạng mà mình nói cho local business là quanh năm suốt tháng là khách ở cái vùng đó là nó có nhiêu đó là nhiêu đó không có khách mới không có khách travel du lịch tới ấy, thì họ phải tập trung lên cái customer service là chăm sóc khách hàng là từ uh, uống nước cho uống nước cho khách hàng rồi uh, làm chân cái cái nói chuyện với khách hàng customer service nó phải nhiều hơn làm cho du lịch á thì mình ít nói hơn, không có cần phải là nói nhiều quá, phục vụ khách nhiều quá, mình chỉ cần offer những cái mới, những cái lạ, giống như là mấy cái uh, uh, jelly, pedicure cũng có thể là những cái lạ để mình offer. Còn đối với tiệm dùng local không thì mình phải tập trung lên customer service rất là chắc, tại vì giống như mình nói á uh, tiệm bây giờ là mỗi một góc đường có một tiệm cho nên cái lựa chọn của khách hàng nó rất là dễ và họ là người chi tiền cho nên là họ có quyền lựa chọn cái tiệm nào mà họ đi tới. đôi khi khi vô cái tiệm của mình mà cái cái dịch vụ của mình đưa ra cho khách mà nó không có đủ theo cái người ta mong muốn thì đương nhiên là họ sẽ đi qua cái nơi khác rồi họ đâu có ở tiệm của mình. mặc dù là mình có thể mình làm đẹp nhưng mà mình không có vui vẻ người ta cũng không muốn tới. còn nếu như mà mình vui vẻ quá mà dịch vụ của mình không có đủ đẹp không có đủ chất lượng thì người ta cũng không có muốn tới. thì đó là cái mà mình phải tập trung nhiều hơn về cái customer service à bây giờ qua trước khi qua cái phần thứ ba thì để em coi em thấy mấy anh chị comment nhiều lắm nha à, chủ tiệm không có thích làm chân đặc biệt hả cái này là em không biết tại sao chủ tiệm không có thích làm chân đặc biệt luôn á <laughs> bởi vì em mới nói nói về cái phần này đó, nó là nguyên một cái topic rất là dài mình cứ nghĩ mình làm chân mình mình làm nhiều khách đó, thì mình sẽ được nhiều tiền nhưng mà À, không có thấy được là khi mà mình làm một khách mà mình chịu bỏ thời gian thêm tí xíu có thể là mình sẽ ít thời gian hơn làm hai người khách nhưng mà cái tiền của mình mình còn nhiều hơn nữa và khi mà mình làm tốt cho cái service đó, đó thì cái người khách họ sẽ quay lại với mình còn nếu mà mình làm nhiều khách Mọi người khách nào họ cũng nhanh 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 rồi đi ra, họ không có enjoy trôi được cái pedicure của họ, họ không có thích cái service của họ thì họ cũng sẽ không có quay lại và lúc đó là mình phải luôn luôn tìm kiếm khách mới hoài, cộng thôi là mình sẽ không có khách quay lại với mình. Thì cái đó là cái mà nó sẽ làm cho cái income của mình nó dao động, nó không có đồng đều. À, tiệm em là một appointment only, income ổn định quanh năm, mỗi service một tiếng Dạ đúng rồi. À, nếu mà mình tập trung mình làm á tại bây giờ em thấy là khách hàng cái nhu cầu của họ ngày càng cao. Ví dụ như tuần rồi em có nói chuyện với một anh khách ở đây mặc dù là dùng du lịch nha, nhưng mà anh cũng nói em biết ông bây giờ cái nhu cầu của khách nó cao hơn hồi xưa nhiều lắm. Hồi lúc mà anh mới mới đi ra làm á cỡ 20 uh, khoảng 20 năm trước á là khách họ dễ lắm, họ không có không có cạnh tranh nhiều như bây giờ. Bây giờ tiệm ra ngày càng đẹp cho nên là hồi đó cái 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 làm không có cầu kỳ quá, không có yêu cầu cao. Còn khách bây giờ là càng ngày họ càng yêu cầu cao, tại vì họ cứ lên trên mạng họ thấy hình ảnh toàn là hình ảnh đẹp không à? Cho nên là cái cái người ta đã quen cái cặp mắt nhìn nó đẹp vậy rồi, mà bây giờ mình làm ra nó xấu là họ sẽ không có chấp nhận được. Thì cái đó là cái nhu cầu của khách ngày càng cao. Bây Giờ mình nói thực tế vào bản bản thân mình đi nha. Em ví dụ như mấy anh chị mà đã quen um, mấy anh chị mà đã quen đi đâu đi du lịch á mà mấy anh chị ở hotel 4 5 sao năm sao á có nghĩa là nó đã sạch sẽ quen nè dịch vụ của nó tốt nè mình ở đó mình cảm thấy an tâm mình đã quen rồi mà một ngày nào đó mà mình đi ở lại những cái motel á thì mấy anh chị bước vào thôi mình đã cảm thấy cái, cái 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 cảm giác của mình nó khác rồi có nghĩa là cái nhu cầu của mình nó cao hơn một khi mà có một cái gì đó mà nó thua cái nhu cầu của mình đang sử dụng hiện tại đó thì mình sẽ không có muốn sử dụng lại nó lần thứ hai đó là cái mà uh, em được chia sẻ từ cái 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 anh chủ tiệm nói là bây giờ nhu cầu của khách nó cao lắm à, tại nhiều khi thợ không biết tiếng anh nên họ nên người thợ ngại ngùng để hỏi khách nhưng theo em chuyện này người chủ tiệm nên là người nói chuyện với khách và giới thiệu cho khách những cái custom, uh, những cái service của mình nếu mà người chủ mà có thời gian á, thì à, tốt khi mà người chủ đứng ra, người chủ giới thiệu giúp cho người thợ, thứ nhất là mình giúp cho cái người thợ của mình có được cái income, có được cái service mắc tiền hơn, thứ hai nữa thì cái trong đó là cũng đã có luôn cái tiền của người chủ, họ họ cũng được tiền lời nhiều hơn rồi Thứ hai nữa là cũng là tạo được cái connection với người khách hàng thì cái đó là nếu như người chủ có thời gian thì nó tốt rồi um, Ok extra treo extra treo là hai chục đúng không một có tiệm em thấy là hai chục có tiệm thì là 15 đồng à, em thấy nhiều chủ chỉ ngồi một chỗ để làm có nhiều chủ nghĩ mình mà làm thì mình lấy được trăm phần trăm nhưng người chủ đó không có tính xa vì nếu mình run tiệm thì mình giúp thợ nhiều khách service mới để thợ có thêm tiền như vậy mình sẽ làm được uh, thêm tiền nhiều hơn em nói thì có nếu như mà em mà có cái <laughs> <laughs> bây giờ thì mình 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 không có còn cái suy nghĩ để mà mình đi ngồi mình dũa để mà mình kiếm tiền nữa mình mở tiệm ra mình tuyển thợ vô rồi mình ngồi đó mình dũa mình kiếm tiền tại vì khi mà mình ngồi mình dũa kiếm tiền á thì cái những cái người thợ khác mình không biết người ta làm gì và cái tiệm đó mình có thể mình đầu tư vô mấy trăm mấy trăm ngàn trong đó rồi mình không có quản lý thì cái người thợ mà họ làm mất khách là từ từ là tiệm của mình nó sẽ bị mất tiếng đúng không mỗi mỗi người khách mà họ không vui họ đi ra họ cho cái bát review là cái tiệm của mình nó bị mất tiếng hoặc là họ có thể họ nói chuyện với bạn bè thôi không có cần cho bao cho bát review nó chưa có không có tới tay mình để mình nghe nhưng mà cái tiệm của mình bị mất tiếng là cái tiệm của mình bị mất giá trị còn nếu như mà mình suy nghĩ là để mình ra mình ngồi mình dũa mình hưởng trăm phần trăm á thà là mình lấy cái station mình ngồi mình dũa mình đỡ phải nặng đầu tại vì ai cũng biết là đi mở cái tiệm mà tuyển thợ vô nó rất là nhiều chuyện để mà mình suy nghĩ mình phải đau đầu mà trong khi là mình nghĩ là mình mở ra mình tuyển thợ vô thợ muốn làm gì làm tôi ngồi tôi vừa tôi lấy chọn thì vậy vừa mang tiếng với thợ là anh chủ này nó ham làm mà lại vừa phải mệt mỏi đi tuyển thợ này tuyển thợ kia rồi bị nghe khách cầm lên mà nó cũng không có em thấy kiểu gì nó không đáng em thấy nhiều người chủ họ rất là thành công họ thoải mái lắm chủ tiệm mà suốt ngày thấy đi đâu ngoài đường không mà chạy vòng vòng Tại vì ngân thì ngân tiếp xúc với à, mấy anh chị chủ rất là nhiều, người ta mua supply ở đây nè cũng tới đây. Nhiều nhiều người thấy suốt ngày đi ở ngoài tàu đi ra biển đi câu cá, em nói trời ơi anh chủ ba tiệm mà sao anh sướng như vậy đi chơi suốt ngày luôn. Anh nói trời em có hệ thống em có người quản lý có manager mọi thứ coi sổ sách hết á thì mình chỉ cần tạo ra cái hệ thống để người ta làm thôi nó sẽ nhẹ đầu hơn là giờ anh muốn năm tuổi rồi đâu có muốn ngồi để mà dũa kiếm tiền một tháng mà dũa cũng được có hai chục ngàn à trong khi bây giờ là tạo một cái hệ thống để cho người ta vô người ta làm mình có thể mình kiếm xuống còn khoảng 17 18 ngàn nhưng mà ít hơn 3 ngàn đồng nhưng mà một tháng là mình được đi chơi thoải mái thì cái đó là tùy theo mình tính thôi À, tiệm mình một tuần chỉ lấy 5 khách hàng thôi một khách của mình làm từ hai trăm ba mươi tám đồng cho một người Wow, bây giờ em nghe là mấy 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 bạn sau này á, rất là nhiều bạn làm mỗi cái service ra rất là đáng tiền Cho nên đó là tại sao mà em làm cái chương trình như thế này Mình thấy á, đôi khi mình cứ thấy khách giàu đương nhiên cái cái tâm trạng của người chủ và tâm trạng của người thợ luôn chứ không riêng người chủ Là mình không có ngồi yên, mình nôn nao, mình ngồi như trên đống lửa vậy đó Mình ngồi mình vũa mà mình thấy khách đi vô ào ào là bắt đầu mình phải vũa nhanh Mình ngồi làm chân mà khách đi vô ào ào là mình phải làm nhanh, mình không có muốn mời mọc đồ này kia Nhưng mà mình làm như vậy mình sẽ mệt và mình sẽ không có giữ được người khách ngồi hiện tại và mình chưa chắc mình giữ được người khách đang đi vô nữa thì đó là cái điểm mà mình cần phải chú ý nó là một cái điểm rất là nhỏ nhưng nó cũng là một cái điểm làm cho mình có thể mất đi phân nửa cái income của mình đáng lẽ là mình ngồi mình sách tham mình không có mệt mà mình có thể mình có cái income của mình nó 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 tăng gấp đôi um, ok rồi anh trai nó là hương nguyễn đã có nhiều khách phải làm lâu hơn Michelle nói là tùy chủ nửa chủ mà có cái tánh à, phụ canh thì xong luôn Tiệm à, thêm tánh định nọt, thấy thợ <laughs> Cái này thì em không biết Rồi cái đó là hai cái phần mà nãy giờ em nói phải không Thứ nhất là cái, cái uh, management của tiệm Thứ hai là cái customer service của tiệm của mình Rồi cái thứ ba là có thể mình mất khách ở cái tiệm không có sạch sẽ Khi mà mình bận quá đó ấy tao nói người mà em nhớ em từng nghe một cái câu những cái business đó, mà họ cái khả năng mà bị 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 chết đó, cũng có thể là chết trên thành công chứ không phải là chết trên thất bại, không phải là thất bại mới là chết mà đôi khi thành công quá thì cũng là một cái điểm yếu để mình có thể bị chết. Giờ thả, mình mình làm tiệm mình nếu như mình mình đông quá là cứ làm xong rồi bắt người khác làm xong rồi bắt người khác, không có tập nhưng không có chú trọng lên cái vệ sinh sạch sẽ rất là nhiều trường hợp em thấy trước đây là khách họ cầm len, họ cầm len là cái bồn chân kế bên họ đó, tại vì họ ngồi họ làm họ họ ngồi họ làm chân của họ, nhưng mà họ cũng rảnh để họ nhìn xung quanh. Chứ không phải là khách vô họ ngồi đó rồi mình nghĩ là ok chắc khách họ không có biết gì đâu, họ ngồi họ chứ tập trung vô đó không, họ cũng nhìn xung quanh họ à, họ à, gọi là gì quan sát rất là nhiều mấy anh chị, nên đôi khi họ ngồi ở đây nhưng mà họ biết cái chân đằng kia nó ra làm sao, cho nên nó có nhiều khách á trong tiệm em hồi trước nhiều khi khách nó vô nó quậy mà mình đã quen với mình đã biêu khách khu vực đó mình quen rồi lâu lâu cái con con khách quậy vô mình ở đây mình chưa kịp trả lời cái bà khách của mình mỹ đằng kia khách quen bà quay qua bên này bà chửi con khách mới của mình luôn mày lộn xộn mày không làm được mày đi qua chân ở dưới kia nó rẻ hơn thì mình cũng thấy được là người khách họ vô tiệm của mình họ quan sát dữ lắm chứ không phải là họ ngồi không thì nhiều trường hợp là họ comment là ok tiệm này vệ sinh không có sạch sẽ cái bồn chân kế bên tao ngồi đó tao làm chân tao thấy được là nó không có chùi rửa không có làm theo các step là phải xịt cái này xịt cái kia hoặc là không có à, à, vệ sinh mấy cái thua kỹ có nhiều tiệm là cái chỗ mà để trà rửa kèm rồi này kia họ để ngoài trước luôn chứ không có để trong cái phòng không có đủ chỗ họ để ngoài trước luôn nhưng mà thợ xuống thì có thể là để vô cái giò nước chà chà sơ sơ vậy nè xong cái bỏ vô bao bỏ vô cái máy thì khách họ nhìn thấy như vậy là họ họ sẽ họ sẽ cho cái review liền là tiệm này vệ sinh không sạch sẽ thì đó mình thấy là một khi mà tiệm mà đông khách quá là mình cứ lo là mình cứ lo thu tiền vô nhưng mà những cái vấn đề nhỏ nhặt đó mình không để ý thì là những cái mà có thể là nó làm cho khách họ không có quay lại tiệm của mình nữa và mình mất luôn những cái người khách đó. Và chưa tính tới là những cái nguy những cái mà điểm mà họ uh, họ đi ra ngoài họ nói họ nó sẽ ảnh hưởng tới cái tiệm mình nữa và cái ảnh hưởng đó, đó mình không có tính toán ra được. Ví dụ như một người khách bước vô tiệm của mình mình còn tính được là mình mất bao nhiêu tiền, mình ơn bao nhiêu tiền còn một người khách mà họ đi vô xong một lần họ đi ra họ không thích nữa họ đi nói vòng 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 họ làm mất uy tín cái tiệm của mình mình không có tính toán được là mình đang lót bao nhiêu thì cái đó là một điểm mà mình cũng cần phải chú trọng nữa nè à, em thấy mấy anh chị comment cũng quá trời à, mình giúp thợ thì chính là mình giúp mình vậy đúng rồi cái này uh, rất là khó <laughs> nhiều khi mình thấy là uh, mình cứ nói là mình giúp người ta là mình giúp mình nhưng mà uh, để mà hiểu được cái câu này thì phải phải ngồi suy nghĩ nhiều lắm em thấy ai mà hiểu được câu này đa phần những người đó là những người thành công không mà họ nhiều anh chị đi ra tiệm nhường hết cho thợ làm vô là cứ mời khách này mời khách kia làm cho khách happy để cho người thợ của mình họ tập trung làm thế vậy là cái lương của thợ cuối tuần của cuối, cuối tuần ký check ra là nó rất là cao cho nên là người thợ đó họ cũng sẽ ở lại cái tiệm của mình để mà họ chịu họ biêu khách họ cũng vui vẻ nhưng mà còn nếu như mà à, vô mà mình ngồi mình xuống mình ngồi mình rủ khách mà mình vô mình lấy full set không mình đưa cho thợ những cái 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 cái, cái feel, thì người thợ người ta sẽ không có vui bà chủ này bà dành bao nhiêu thịt thà ăn hết steak là ăn hết còn đưa dạng như xí quách đồ này kia là đưa qua cho thợ ăn thì vậy người thợ người ta bản thân người thợ cũng mới vui thì người ta sẽ không có không có bỏ cái tâm trí vô trong tiệm của mình và lúc đó thì đương nhiên là không có offer khách gứa thì cái người mà bị mất mát nhiều nhất đó là cái người chủ à, khách vào khách vào làm thì mình phải ở bè khách của mình có nhiều lúc hai thợ làm mà đem chuyện gia đình vào trong tiệm mà tám thì khách không có happy uh, nghĩ mình nói tiếng việt nó đâu có nghĩ mình nói tiếng việt đâu mình nói cho nó nghe luôn chứ đâu có nghĩ mình nói tiếng việt nữa họ chỉ nghĩ là mình nói xấu họ thôi còn cái chuyện mà mình nói tiếng việt á là mình đã đang nói rồi cho nên là họ không có cần phải suy nghĩ nữa nhưng mà lúc đó là họ sẽ cảm thấy không có thoải mái tại vì mình không À, mình có thể không có nói xấu họ nhưng mà họ thấy là không có mình không có tập trung tại ngồi làm mà mấy anh chị tưởng tượng mình vô mình ngồi mình đi làm cái chân hôm nào mấy anh chị đi làm chân đi mấy anh chị mình phải đi ra bên ngoài mình làm mình mới thấy được mình ngồi làm mà thở cứ ngồi nói hoài ấy. họ không có tập trung vô cái chân của mình là mình cũng đã không có vui rồi tại mình tới mình trả để mình được uh, được phục vụ làm cái chân mà uh, xài xong mà xài lại là kinh khủng lắm đó uh, trong tiệm mình để cái bảng chủ chủ không phải là người trả lương cho bạn mà khách là người trả lương cho bạn chủ là người ký check nhưng mà khách là người mang income tới còn chủ là người để ký check ra thôi rồi cái phần cái thứ tư của mình là do cái cái kỹ thuật nãy em có nói đó hồi xưa ai mà đi làm mà trước đây thì mình thấy được là cái nhu cầu của khách nó không có cao Tại vì họ không có lên mạng, không có social media nhiều, không có nhìn thấy mấy cái hình ảnh đẹp nhiều, design rồi như bây giờ cho nên là cái nhu cầu của người ta cũng rất là đơn giản. Đôi khi á, một cái cũng là một cái à, trong tiệm đúng không? Cái chân thường á, trước đây là đa phần làm chân thường, em nhớ 10 năm trước lúc mà em mới ra nghề á, làm chân thường không mà có hai chục đồng cái chân à là vô khách vô xong rồi đi ra vô xong rồi đi ra một ngày mà làm được cỡ bảy tám trăm mấy anh chị làm bóp mà bóp đuối luôn bóp xong là chiều lên xe tại em lúc đó là em đi làm là ở nhà của chủ và đi xe chủ chở đi luôn tại tiệm á cách nhà tới một tiếng tới một tiếng 15 phút lần cho nên là ở nhà của chủ rồi à, đi xe chủ cũng chở đi một ngày lần đầu tiên trong đời mà làm bảy trăm mấy chiều lên xe nằm dài ra lần đầu tiên đi xe mà ngồi ghế vip tại vì ngồi không có nổi nữa, nằm dài ra luôn làm chân thường không mà làm 700 mấy làm bóp mệt mỏi luôn phải làm phải chạy nhanh lắm mình mệt lắm. Còn bây giờ em thấy là mấy bạn cứ làm ra 5 600 7 800 rất là easy, chân càng ngày nó càng mất tiền cho mình, thấy được là cái service bây giờ là nó 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 yêu cầu cao hơn và đi kèm theo cái service đó là cái kỹ thuật của mình nó phải càng cao hơn. Cho nên cứ nghĩ là à, tôi làm trong nghề. <laughs> cái câu này nói ra có ai chửi mình không ta? không phải riêng một mình gì em nói nhưng mà nhiều anh chị chủ mà tới đây nói trời ơi, em ơi mùa này kiếm thợ khó lắm mà vô mà kiếm thợ mà hỏi em làm neo bao lâu rồi hoặc là anh chị làm neo bao lâu rồi mà nghe nói ờ mình làm mười mấy năm rồi là những thợ đó là còn quải hơn là những thợ mới biết làm mấy năm nữa nó <laughs> là cái nghịch lý trong khi mình thấy là các ngành nghề khác á mà nghe nói là làm mười mấy năm kinh nghiệm á, thì là tay nghề cao lắm riêng cái ngành neo của mình làm thấy nó đi ngược lại nha không phải mình làm mười mấy hai chục năm là có nghĩa là tay nghề của mình giỏi đâu có thể là mình có kinh nghiệm ở trong quản lý tiệm hoặc là có kinh nghiệm đi làm chỗ này chỗ kia nhưng mà nói về cái tay nghề là chưa chắc giỏi bằng mấy bạn trẻ tại vì ví dụ như làm nghề à, mấy anh chị thấy bác sĩ kỹ sư đúng không thì người ta càng ngày cái kinh nghiệm của người ta càng đi lên đi lên nó không có yêu cầu về tay chân kỹ thuật đồ nhiều thì cái kinh nghiệm đó họ càng lâu thì cái kinh nghiệm của họ càng tốt còn cái ngành neo của mình á mà mình làm mười mấy hai chục năm mà mình không có update nè hoặc là ngay cả cái cơ thể của mình á nó đi ngược lại còn trẻ thì cái gì cũng hột sòn á mình nắm hộp để cái mặt là xong còn mà tới lúc mà qua tới bốn năm mươi năm mươi có nghĩa là mình làm mười mấy hai chục năm rồi đó cầm cục hột sòn lên là phải nhắm từ 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 để vô lâu hơn, <laughs> lâu hơn gấp hai gấp ba lần so với những đứa trẻ. Cho nên đó, em nghe nhiều anh chị nói vô Mà nói là mười mấy, hai chục năm vô thử tay nghề xong là không dám nhận luôn. thì cái đó là mình cũng thấy được là cái ngành của mình là cái ngành nó yêu cầu cái kỹ thuật phải cao và phải được update thường xuyên, thay đổi thường xuyên luôn. hơn quá. Nãy giờ nói nguyên cái vụ này mà không có ai chửi. <laughs> à, ok, để em coi cái comment của mấy anh chị nha chủ à, chủ cả mà kiểu đi dành khách với thợ rồi dành khách à, cho thợ bao lương làm còn thợ ăn chia là xong luôn. À, cái đó là cái <laughs> mỗi người sẽ có một cái khác nhau cho nên mình cũng không có dám không có nói được. À, theo ngân thì có nên service nước hay alcohol rồi tính giá cao hơn không? Cái service ở này á nó là nó là cái mà mình muốn cạnh tranh thôi cho nên để mà service nước mà tính giá cao hơn á thì em không nghĩ nó là một cái idea good tại vì nước thì có thể là khách hàng họ vô tiệm của mình đó là một cái mình show cho khách hàng mình thấy ok là mình care uh, với người khách thôi uh, còn cái service của mình là mình nên include trong đó luôn cho nên em nói á, mình phải ngồi mình break down để mình coi coi là những cái cost ở trong tiệm của mình là cái gì uh, bao nhiêu rồi từ đó đó mình làm nên cái service chứ đừng có làm em thấy có nhiều tiệm làm cái tay full set mà mười mấy hai chục đồng một bộ full set rồi vô cũng có tủ lạnh như người ta, cũng có nước, nước rồi nước ngọt cũng có này kia như người ta Thì như vậy cái lời của mình nó đâu có còn bao nhiêu đâu Cho nên là mình cứ tính vô include trong đó người khách hàng họ không có muốn trả tiền lắc nhắc đâu à, Ví dụ như mấy anh chị tưởng tượng khi mình đi máy bay á Máy bay á, mà mình lên đó có những cái dạng airline mà nó đã include nước rồi snack rồi này kia trong đó cho mình luôn á Thì mình đi mình cảm thấy thoải mái mình không cần phải lo nhưng mà mình cũng có thấy những cái chuyến bay à, mà nó rẻ tiền hơn đi đúng không à, american airlines thì họ offer mà họ cho mình nước uống rồi này kia luôn còn à, và, và họ cho mình cái một cái carry on theo một cái carry on luôn thì mình đi á, là mình sẽ ưu tiên hơn là nó có những cái dạng máy bay rẻ tiền hơn giống như thằng gì à, oh, cái dạng máy bay gì mà rẻ tiền hơn mà em quên rồi có ai nhớ được à, nó có mấy cái hãng bay mà giá rất là rẻ mà đi á, là một cái carry on cũng phải trả thêm 25 đồng Rồi lên đó uống nước cũng phải trả thêm tiền Nó thêm lắc nhắc lắc nhắc lắc nhắc Thì khi mà mình lựa chọn á, nó có thể phù hợp Bởi vì mình nói khách hàng nó có nhiều dạng khách hàng khác nhau Mình biết được cái target khách hàng của mình là cái gì Nếu như mình target vào khách hàng rẻ Họ chi căn bản Họ muốn gì họ áp thêm áp thêm áp thêm thì cái đó là cái dạng khách của mình thì mình làm rẻ tiền và mình cho những cái option áp thêm được còn nếu như mà mình muốn focus lên khách hàng mà họ có tiền hơn, income họ ổn định, họ chịu chi hơn, sang trọng hơn á, thì uh, mình nên include hết mọi thứ trong đó, tại vì họ cũng thích cái convenience hơn, nó thoải mái không có phải tính toán, lúc chút lúc chút lúc chút nó cũng mệt lắm, thì cái đó là hai cái dạng khách khác nhau, nhưng mà có nhiều người nói trời ơi uh, làm uh, làm mà khách uh, Uh, khách sang nó dễ lắm nó không có khó như mấy con khách mà nghèo chip không có đâu mấy anh chị cái đó cái suy nghĩ hoàn toàn khác luôn á hoàn toàn sai luôn tại vì mấy anh chị biết không khi mà đi ra ngoài mình mới thấy vậy nè khi mà mình không có tiền cái gì mình cũng muốn tiết kiệm hết á cho nên đôi khi mình không có cầm lên nhiều mình không có yêu cầu cao mình chưa có được vào những cái môi trường hưởng thụ này hưởng thụ kia để mà mình so sánh cho nên là mình cái nhu cầu của họ không có cao, còn một khi mà những người khách họ đã giàu họ đã có tiền họ đã chi rồi đó, nhu cầu họ cao hơn nhiều, mọi thứ họ đòi hỏi cao hơn nhiều, tay nghề kỹ thuật customer service, cách phục vụ tất cả mọi thứ đều đòi hỏi cao hơn nhiều là tại vì họ đã có cái điều kiện, tôi có tiền, tôi có điều kiện, tôi chi chỗ này, tôi chi chỗ kia, tôi thử món này, tôi thử món kia, thì mình biết được là họ đã họ đã được trải qua nhiều cái kinh nghiệm rồi thì cái yêu cầu của họ cao hơn rất là nhiều bởi người ta nói làm khách giàu đúng là giá ngon nhưng mà nó cũng có cái giá của nó cái, cái dịch vụ của mình cũng phải cao hơn thì mình giữ được họ thì cái đó là cái mà yêu uh, yêu cầu ở cái kỹ thuật cái tay nghề là như vậy mình sợ ai nói kinh nghiệm trên 20 năm nhiều khi làm xấu còn hơn thợ 3 năm nó bởi vì em nói không phải là cái cái ngành nail của mình không phải là kinh nghiệm lâu năm là một cái tốt tại vì kinh nghiệm lâu năm là cái tai tới lúc bốn mươi năm mươi phụ nữ đàn ông gì cũng vậy tai rung chuyện đó không tránh được chưa tính tới là làm trong ngành neo của mình á, là cái môi trường của mình mình đi nhiều lắm tai rung nó rung nhiều hơn rồi mắt của mình cũng mờ cái đó là cái con người cái, 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 cái con người của mình nó tự động nó vậy rồi mắt cũng mờ hơn tai cũng rung hơn làm lâu năm mệt mỏi rồi không có muốn update tối đâu có ai mà đâu có rảnh mà lên trên instagram hoặc là lên trên pinterest để mà coi những cái mới nữa đâu làm lâu năm quá mệt mỏi trong nghề là đi về là chỉ muốn nghỉ ngơi à, có thể là ngồi uh, uống hai chai bia coi tv là đó là em thấy là mấy người mà thợ lớn tuổi là người ta hay vậy cho nên là nó khác hoàn toàn à, thợ vừa làm vừa pick up phone mà còn phải đứng dậy tính tiền nữa thì rất là khó cho thợ phải không cái đó là mình mất khách rất là dễ luôn khách mà khách hàng mà thí dụ như khách hàng mà những cái khu mà bình thường khu bình dân á, thì có thể là họ sẽ không có so đo cái đó nhưng mà nếu mà mấy anh chị làm ở những khu sang á, mà vừa thợ mà vừa làm vừa pick up phone vừa uh, chào khách vào này kia thì sẽ rất là dễ mất khách tại vì người khách hàng người ta chi tiền chi tiền nhiều người, gọi là khách sang rồi người ta khó chịu những cái vấn đề đó lắm uh, Ồ, em nói hình nãy, giờ em nói em sợ bị chửi mà không có bị chửi mà còn trúng cái chỗ mấy anh chị uh, mấy anh chị nói nữa nè chính xác luôn lúc trước em có cô thợ xin vô làm cô thợ nói là có kinh nghiệm hơn 10 năm vậy mà bữa làm service bikini và half leg wax mà làm hơn 4 tiếng đồng hồ trời ơi quát bikini mà quát 4 tiếng đồng hồ như quát hai cái chân nó đi ra chứ con khách nó đi nó đi hai hàng chứ nó không đi một hàng được đâu á <laughs> theo mình nghĩ khách trung bình là lấy tiền ngon nhất khách sang lúc nào cũng đòi hỏi và khó chịu và không phải là họ đòi hỏi khó chịu không có làm khó với mình nhưng mà cái 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 standard của họ cao hơn nhiều rồi nhưng mà mấy người đó mà mình mình làm được á, thì cái tiền tiếp của mình rất là ngon bởi vì em nói là tùy theo mình focus lên cái khách dạng nào thì mình sẽ mình sẽ phải học cái kinh nghiệm à, làm việc với khách hàng nè rồi tay nghề của mình cũng phải nằm ở cái dạng đó luôn rồi cái phần thứ uh, nãy giờ mình tới phần thứ uh, tư đúng không là thiếu kỹ thuật cái phần thứ năm á là không có thợ cái vụ này là ai cũng biết rồi nhưng mà cái phần này nó nó hơi uh, hay hồi nãy cái phần đầu mình nói á nếu như mà thợ mà thấy khách vô đông quá là phải làm nhanh 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 để cho xong người khách này đi qua bắt người khách khác rồi cái trường hợp thứ thứ năm mà em nói á là trường hợp thiếu thợ là mình cũng mất income cái trường hợp này là đúng người ta nói là thợ là là phải có thợ mới có khách, phải có thợ mới có tiền. Tại vì bây giờ khách có vô ào ào mà không có thợ thì cũng mất đi tiền. Nhưng mà nó lại bị conflict một tí xíu với cái phần đầu. Nếu như mà có thợ mà à, nếu như mà thiếu thợ đúng không? Thiếu thợ thì mình bị mất tiền. Mình phải kiếm nhiều thợ, nhưng mà thợ vô mà nhiều thợ xong bắt đầu mình phải làm khách nhanh, nhanh nhanh để cho khách đi ra mà không có tập trung lên cái người khách để cho mình nghĩ là ok thợ phải làm nhanh để mình đủ à, làm khách không có bị mất một người khách nào đi thì cái đó nó mình bị mất trên cái giá trị của cái dịch vụ chứ mình không có bị mất khách nghĩa là khách không mất nhưng mà giá trị của dịch vụ mất mà một khi giá trị của dịch vụ bị mất thì cái khả năng mất khách nó có mình có thể say no với một người khách mấy anh chị có nhớ là mình hay nghe cái câu á cái gì mà thiếu thì nó sẽ thèm mà cái gì mà nó 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 không có thèm nó gọi là không không có thèm nữa cho người ta cũng không có thèm đó là cái gì thiếu thì mới thèm là làm sao à, ví dụ như tiệm của mình công nhận là mình thiếu thợ nếu như mà mình 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 đủ thợ là có nghĩa là cái income của mình nó sẽ có khả năng nó tăng nó đang chịu hướng đi lên nhưng mà nếu như mà mình à, mình mình mình, mình từ chối biết từ chối người khách ví dụ như bây giờ một ngày một người thợ đó họ có thể họ làm được cỡ sáu người khách thôi mà mỗi một người khách bảy tám chục đồng trăm đồng thì tính ra là họ cũng làm ra được cho họ bốn năm trăm đồng một ngày mà người khách họ tới tiệm của mình nếu như mình nói ok uh, sorry bà ngày hôm nay tôi không có cái spot available cho bà thì mình có thể mình mất cái người khách đó tạm thời tạm thời mất nhưng mà cái cơ hội để họ quay lại họ try lần sau nếu như mà cái tiệm của mình mang tiếng tốt là trong vùng là cứ nhắc tới cái tiệm uh, uh, beauty nail spa là biết được là ok cái tiệm đó chỗ làm chân làm tay làm service làm nail làm cái gì cũng tốt cũng đẹp đi tới một lần lần thứ hai nếu không make appointment mình là bạn sẽ không có tới được thì như vậy người ta cũng sẽ muốn tới người ta sẽ có cái cơ hội là hai tuần sau bốn tuần sau họ sẽ quay lại với mình còn nếu như mà mình gán làm cho xong người khách, rồi mình chụp qua người khách khác và người khách này hoàn toàn là unhappy, thì cái khả năng quay lại lần sau không có, có thể là mình ơn được một lần này, mà lần này cái giá trị tiền mà mình thu vào nó cũng rất là thấp, thì mình phải làm nhanh để mình vô khách khác, thì cái giá trị, cái service của mình trong lần này nó vừa thấp mà cái khả năng mất khách của mình trong lần này của mình lại cao nữa, họ sẽ không có quay lại khi mà cái dịch vụ của mình không có tốt, thì mấy anh chị thấy cái nào nó mang tới cho mình cái giá trị cao hơn? Cái đó là cái mà mình mình cần phải so sánh à, Mặc dù là mình muốn Mình muốn có thợ Nhưng mà đôi khi á, hồi xưa Khi mà mới mở tiệm mình chưa có đủ kinh nghiệm Thì mình còn nghĩ là ok Thiếu thợ là bắt đầu buồn rầu lo lắm à, Phải ép thợ làm nhanh 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 lên à, khách Thợ đang ngồi làm Đang bóp cho khách thôi Chưa qua tới sơn nữa Mà thấy thấy khách đi vô Xong chưa nhanh lên đi uh, Đừng massage lâu quá Hối thợ để làm nhanh đi qua một người khách khác người khách đó họ biết và đi qua một người khách khác vậy là có thể là mình cố gắng mình phục vụ nhưng mà nó không có cái giá trị bắt đầu phải đi tìm khách mới, khách mới, khách mới hoài mà người thợ của mình họ cũng mệt nữa. Thì cái đó là hai cái mà mình phải bỏ lên bàn cân để mình cân coi là cái nào nó sẽ đáng để cho mình tập trung vào hơn. Mỗi người sẽ có một cái the way run business mình sẽ không có nói được cách nào là đúng, cách nào là sai. Mình chưa chắc là mình đúng, mình cũng chưa chắc người ta sai có thể là mình đang sai người ta đúng mình không có biết được thì cái này là những cái ý kiến để mình có thể mình thấy nếu như mà tiệm mình đang nằm ở cái vấn đề đó thì mình có thể mình đưa lên cái bàn cân để mình coi coi cái nào nó sẽ mang cái giá trị nhiều hơn tiệm mình thiếu thợ nhưng khách vẫn trở lại chờ làm đó đó là cái ý mà em nói đó nếu như mà mình mang tiếng ngon bây giờ mấy anh chị thấy nè có rất là nhiều nhà hàng nha mình tới họ không có make reservation họ không có chấp nhận mà mình tới phải đứng get line đôi khi đứng get line một tiếng đồng hồ để mà được vô ăn nhưng mà rất là nhiều người đứng cái line nó vẫn quanh năm suốt tháng nó vẫn dài ngày nào cũng thấy đứng get line tuần nào cũng thấy đứng get line cũng thấy dài là tại vì cái đồ ăn của người ta ngon còn nếu như mà mình làm mà cứ hút khách vô nhiều quá mà đồ ăn dở người ta tới đúng một lần không quay lại lần thứ hai thì cái đó là mình cũng thấy là Đương nhiên cái ngành làm đẹp và cái ngành nhà hàng nó khác nhau nhưng mà nó cũng là cái dạng business để mình nhìn thấy rất là rõ Cái service của mình, cái dịch vụ của mình tốt hoặc là cái đồ ăn của mình tốt thì người ta sẽ đi lại Dù là người ta có thể đợi hoặc là người ta chờ một cái cơ hội khác nhưng mà người ta cũng quay lại Còn một khi mà mang tiếng cái tiệm đó dơ, dịch vụ không tốt, làm không đẹp rồi Thì một lần, lần thứ hai họ sẽ không quay lại um, Ok, rồi bây giờ... À, đồng tiền họ bỏ ra phải xứng đáng một khi khách đã thích thì tiền thì tiền tiếp cũng nhiều và dạ, đúng rồi cái đó là người thợ họ cũng họ cũng có được cái cái lợi ích mà người chủ cũng có được luôn cái lợi ích à, nên làm khách theo cái chất lượng hơn là cái số lượng thật sự mấy anh chị khi mà mình chưa làm business đó, khi mà cái tiệm của mình chưa mở cửa khách của mình chưa có đông đó, thì trên mọi thứ em thấy là cái ngành nghề này cũng vậy trên lý thuyết á, cái nào nó cũng dễ hết á nhưng mà khi đi vào thực hành á thì nó có thể nó hoàn toàn nó khác vào với cái lý thuyết đó là lý do tại sao mà đôi khi mình cũng phải ngồi lại để mình nhìn mình mình biết được cái lý thuyết nó là như vậy để mình áp dụng vào cái thực hành và em nói á, nó 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 khác nhau là chỗ làm sao ví dụ như mình cũng biết là mình làm mình tập trung lên cái chất lượng hơn là cái số lượng nhưng khi bước vào trong tiệm á cái đồng tiền nó cứu mình nó nó cứu mình mà mình không có hay luôn mình thấy khách giàu nhiều quá ào 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 tự nhiên cái tâm lý của mình mình muốn phục vụ thợ làm nhanh lên để cho bắt khách khác vào chứ không thôi bị mất khách sợ bị mất khách cái tâm lý mà sợ bị mất khách sợ khách không quay lại thì những cái tâm lý đó nó cuốn mình ra khỏi cái ý nghĩ của mình từ ban đầu là sẽ tập trung lên chất lượng hơn là số lượng mà lúc đó tự nhiên nó chuyển mình đi qua cái số lượng hồi nào cũng hay nên cái phần đó là cái phần mà mình phải ngồi mình nhìn lại bởi lâu lâu em hay nói em hay đi chỗ khác em làm để mà em thấy cái lỗi người ta em mới gọi qua thấy cái lỗi của mình <laughs> <laughs> chứ kêu mà mình soi gương thấy lỗi mình cái mình không có thấy được đó là cái lý do mình phải đi ra bên ngoài mình làm thôi là vậy đó uh, ok rồi cái phần cuối cùng của mình á là cái mà uh, không có communication với khách hàng Nói chuyện với khách, tại em biết là hồi nãy cũng có nhiều người nói là đôi khi thợ, một số anh chị thợ không có biết nói tiếng Anh Giống như hồi xưa em mới qua Mỹ cũng đâu biết nói tiếng Anh đâu Bây giờ thì mình biết nói trong tiệm nail là mình mời khách mình biết này biết kia, biết giải thích cho khách Nhưng mà hồi lúc mà mình mới qua mình không có biết nói Nhưng mà không có biết nói tiếng Anh nó không có đồng nghĩa với việc là mình không có uh, communicate với khách hàng được Mình không có nói chuyện với khách hàng được, mình không có offer khách hàng được có nhiều thợ đi vô ngồi làm là cứ nín thinh từ sáng tới chiều nín thinh ngồi làm ngồi làm đưa vô gì là làm đó không thèm hỏi khách không thèm nói nói thì họ không biết nói đi mình cũng chấp nhận là không biết nói tiếng anh nhưng mà nín thinh cũng không có không có thèm gì chứ nó có rất là nhiều cái tùy theo là mình muốn hay không bởi vì người ta nói là à, muốn thì sẽ tìm muốn thì sẽ tìm cách nhưng mà không muốn thì sẽ tìm cái lý do là tôi không có biết tiếng anh cho nên là nín thinh mà làm nhưng mà em nói là mình cũng từng có rất là nhiều thợ mấy chị thợ mới qua Việt Nam qua mấy tháng hoàn toàn không biết tiếng Anh nhưng mà làm mấy mấy tuần á qua bốn tuần là đã bắt đầu thấy có khách hàng vô đồi rồi họ chỉ cần học vài chữ căn bản thôi water Đúng không cái từ nước ai không ai đó không được you want water ba chữ you want water là mình cũng mình phải đưa ra cái mặt của mình nice mình mời khách thì cái nice của mình á nó đưa trên mặt thì cái connection giữa con người và con người họ feel được thì mình chỉ cần họ chỉ cần nghe được cái chữ water thôi là họ biết được là mình mình muốn mời cái gì rồi này có anh chị nào hồi xưa mới vào nghề mà không có biết tiếng anh mà mời khách thành công không mà mọi người cho cái cho 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 câu chuyện đó em kể thôi thì mình cứ vậy rồi bây giờ hỏi khách đó, you want short alone đơn giản lắm có lẽ giờ em phải em em phải mời ai lên làm một cái lớp dạy tiếng anh căn bản tại vì cũng có nhiều người request cái đó tiếng anh căn bản trong tiệm thôi mình có thể mình hỏi khách vậy hoặc là uh, you want gel manicure Hoặc là gel you want gel có nhiều anh chị đi làm hỏi you want gel. Đơn giản vậy nhưng mà khách hàng nếu mà họ muốn gel thì họ ok, họ gật đầu họ làm liền. Cho nên mình nói á, cái communication giữa mình với người khách cũng là cái rất là quan trọng. Còn nếu như mà mình ngồi mình làm 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 không á mà đinh ninh trong đầu là con khách này nó không có làm cái này nó không có làm cái kia đâu á thì mình sẽ mất đi những cái mà mình có thể nói gọi là cái uh, upgrade service hoặc là upsell là cũng nằm trong cái 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 khu vực đó thì hồi nãy mấy anh chị nhớ câu chuyện hồi đầu tiên em kể không em vô trong tiệm em đã nói rồi là em muốn làm treo uh, chân sơn treo là cái người thợ bên kế bên là cái chị đó chị đã biết rồi chị gật đầu nhưng mà bận quá cái hồi quên đi mà cái người này em nói em muốn sơn treo cái người thợ của em làm em nói uh, uh, em muốn sơn treo cái cũng gật đầu cái hồi lo bận quá cái họ cũng quên luôn mà trước khi sơn cô không có thèm hỏi khách luôn cô không có thèm hỏi lại cô không thèm cần phơm gì lại hết cho nên là cái communication giữa mình và người khách không có mình không có mình không có nói chuyện mình không có niềm nở mình không có uh, giống như không có muốn mời này không muốn mời kia thì cái đó là cái mà mình cũng có thể mình bị mất đi cái cái income Sơn chân thường cũng y chang vậy. Sơn chân treo có thể nhanh hơn. Mà thêm được 15 đồng. Sơn chân thường các bước sơn cũng 1, 2, 3, 4. Y chang vậy. Nhưng mà không có thêm đồng nào. Thì cái đó mình chỉ thấy là cái communication giữa mình và người khách cũng là cái rất là quan trọng. Mà à, nó có thể cho mình cái income tăng thêm hoặc là cái income của mình nó nằm ổn định như y chang như vậy. Thì nãy giờ tất cả những cái mà em nói... À, những cái lỗi nhỏ trong tiệm của mình nếu như mà mình để ý thì có thể là nó giúp cho cái thu nhập của mình nó tăng lên mà mình đỡ mệt nữa. Đó là cái tỷ lệ nghịch nha. Thu, thu nhập tăng mà mình đỡ mệt. Còn thôi là mình cứ làm nhiều, mình vừa mệt mà cái thu nhập của mình nó không có tăng lên bao nhiêu, ví dụ một cái chân mình làm cái chân ra có 25 đồng. Thì hai hai người khách, hai cái chân làm phải ít nhất là 20 20 20, 20 40 phút thì ra hai cái chân mới được có 50 đồng. Trong khi một cái chân mà 40 phút mấy anh chị làm cũng 45, 40, 45 đồng Rồi thêm sơn treo nữa thì ra có thể là ra 5, 60 đồng Nó còn nhiều hơn là mình làm hai người khách phải không mấy anh chị Thì cái đó là cái mà mình mình nói là tại sao mà những cái lỗi nhỏ đó Nó có thể làm cho cái income của mình bị mất đi Có thể là 50% cái, 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 cái thu nhập của mình luôn mà mình không có hay cái Đó là đối với cái người chủ á và đối với người thợ cũng vậy tại vì cái 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 service của mình còn tính thêm cái tiền à, tiền thiếp nữa em nói cái service good thì người ta có thể cho hai phần trăm thiếp nhưng mà cái service không good người ta có thể người ta cho có hai à, ba đồng hoặc là 10% phần trăm tiền thiếp thì cái đó là cái mà mình mất đi à, rất là nhiều mà tiền thiếp này không phải chia cho nên cái phần đó mình mình nói là nó nhỏ nhưng mà nó không có nhỏ là như vậy thì trước khi à, Um, kết thúc chương trình thì em cũng go over lại 2 4 6 cái lỗi mà mình thường thấy lỗi nhỏ mà trong tiệm mà nó có thể dẫn cho mình bị mất đi cái income. Đó là thứ nhất là về cái management, cái phần này là của người chủ, không có lo làm khách và không có thời gian coi ngó thợ mình làm dịch vụ thế nào và không có thời gian chăm sóc cái người khách focus lên cái customer service. Thứ hai á là cái lỗi ở customer service giữa và uh, vừa là người chủ và vừa là người thợ luôn cả hai đều bận lo làm khách thì mình sẽ không có tập trung lên cái customer service nhiều không có niềm nở không có phục vụ khách không có offer khách thì cái đó cũng là cái có thể dẫn cho mình bị mất đi cái giá trị dịch vụ cái thứ ba là cái tiệm của mình không có sạch sẽ mặc dù nó là cái rất là nhỏ nhưng mà nếu mà mình không để ý thì cũng là một cái để cho khách hàng họ không quay lại tiệm cái thứ tư là về cái phần kỹ thuật phần kỹ thuật là cái phần hiện giờ là cái phần quan trọng nhất đối với cái cái cái, cái À, cái thời đại 2021 bây giờ là cái yêu cầu của khách hàng nó cao hơn cho nên cái kỹ thuật là cái mà mình cũng phải đi kèm đi kèm theo mình phải hơn người ta chứ mình không có muốn thua thua người ta về cái service cái cái kỹ thuật rồi cái thứ uh, năm là không có thợ không có thợ là cái đó là cái truyền miên mà ai cũng phải đôi khi mình phải nói là mình phải chấp nhận luôn tại kiếm không ra giờ là mình biết làm cái gì nhưng mà một khi mà càng không có thợ kiếm không ra thì mình lại càng phải tập trung hơn lên cái dịch vụ của mình tại vì mình không có muốn là vừa không có thợ mà vừa không có khách nữa cái đó nó còn khổ hơn thì thà là mình ít thợ nhưng mà khách hàng của mình nào khách nào vô là đáng khách đó và khách ổn định bây giờ hai chục người khách ngày hôm nay mình làm không không được hết hai chục người thì mình có thể hôm nay mình làm 10 người ngày mai mình làm 10 người nhưng mà thô đồ lại á mình cũng làm đủ hết ngày nào mình cũng có đều 10 người khách để mình làm còn hôm nay mà hốt vô 20 người mà nó đi ra nó đồn hết cái tiệm đó thấy gớm cái tiệm nó làm dở ngày mai chỉ còn có 5 người khách là coi như mình đang mất đi rồi à, và đi theo một cái thời gian dài thì nó lại càng mất hơn nó cả cái cái loss của mình là càng nhiều hơn nữa rồi cái cuối cùng là cái communication giữa mình và người khách là cái mà cần phải có người ta tới người, người ta mình tới để mình phục vụ cho khách hàng thì mình cũng phải chắc ăn là à, mình làm được hết tất cả những cái gì mà họ muốn Đương nhiên mình nói là đôi khi khách hàng quá đáng này, những khách hàng quá đáng này mình không có nói Nhưng mà mình chỉ nói căn bản là khách hàng họ tới họ muốn làm cái gì là mình sẽ phục vụ cho họ hết Họ muốn làm chân treo, chân đặc biệt rồi treo uh, lên trên top Thì mình cũng chắc ăn là mình vô mình cũng phải offer được cái chân cho họ uh, Đưa cái menu để họ coi để họ upgrade lên cái chân đặc biệt Rồi sau đó trước khi sơn thì mình cũng cần confirm với khách hàng để coi là họ họ sơn thường hoặc là họ sơn treo mình có thể mình recommend cho họ sơn treo để nó last lâu hơn để nhiều người khách họ không biết thì cái đó cũng là cái communication giữa mình và người khách để mình giúp tăng cái giá trị dịch vụ của mình lên tăng cái tiền của mình lên thì đó là 6 phần mà mình thấy được để làm một cái chương trình ngày hôm nay và tuần sau thì tụi em cũng sẽ làm thêm một cái chi tiết hơn giữa khách hàng mới và khách hàng cũ để mình thấy so sánh mình so sánh coi là cái dạng khách hàng nào sẽ là khách hàng dễ cho mình làm việc hơn và cái giá trị giữa những khách hàng này mình sẽ nên tập trung vào những người khách hàng nào à, để giúp cho cái tiệm của mình có cái income ổn định chứ mình không có muốn mới mở tiệm ra income cái díu lên núi xong cái sau nửa năm cái nó đi xuống cái ào dưới đây mà mình build lên lại rất là khó cái gì mà nó lên lại rồi mà xuống rồi build lại rất là khó thì à, đó là sáu cái của ngày hôm nay mọi người thích đó thì nhớ uh, comment và comment những cái nào mà mấy anh chị muốn tụi em làm cái chương trình nữa uh, năm nay thì mình đang có kế hoạch rất là nhiều về cái chương trình giống như là càng ngày càng mình càng làm trong nghề mình càng có nhiều cái tâm huyết để mình chia sẻ vừa là cái mà mình muốn soi lại cái bản thân mình là mình cần làm cái gì cho cái tiệm của mình cho cái business của mình thì khi mà mình soi lại thì mình cũng làm một cái thời điểm để để mà mình nói ra để mình chia sẻ luôn có thể là mình sẽ không có những cái mà em nói có thể sẽ không có phù hợp hết tất cả mọi người tại vì mình cũng hiểu là không có cái gì mà phù hợp được everyone hết phở đây mà có người còn có người thích có người không có người lấy ô oh, phở dở mồ thích ăn hủ tiếu cho nên mình cũng biết được là không cái gì nó phù hợp hết thì anh chị nào mà thấy là nội dung mà À, ngân làm neo job làm ra cho mấy anh chị mà nó phù hợp mọi người thích á thì mọi người like trình xe, còn cái nào mà mọi người thấy cảm thấy không có thích thì thôi lướt qua nhưng mà đừng có cho nhau lời đau khổ nha tại vì lời mà cho ra là sẽ có lời cho lại. <laughs> have, a good day, uh, have a good night mọi người và hẹn gặp mấy anh chị vào uh, thứ tư tuần sau.